Chào các bạn, mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài An Giang thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh, một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả quay thử sổ số An Giang: giải 8, 2, 3, giải 7, 5, 7, 4, giải 6, 6, 4, 4, 8, 2, 6, 7, 6, 9, 0, 6, 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.